Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2024. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu để quay trở lại với kênh Vị Tướng. Cảm ơn sớm video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi về Vị Tướng Murad nha. Murad ở phiên bản hiện tại cũng được tăng sức mạnh, cụ thể là ở chiều 2. Nếu như kẻ địch di chuyển qua cái biên giới viền của Bôn Vực thì sẽ phải chịu thêm cho mình cái sát thương vật lý. Với cái sự tăng trưởng như thế này, nó có giúp cho con tướng Murad trở nên bá đạo hay không, và sát thương của Murad có trở nên tốt hay không, và tôi có thể nào khiến cho kẻ địch bị ăn hành hay không? Mời các bạn cùng nhau hào phân giải về đệ tứ trong số video này nhé. Một trảng của chúng ta đã có thể bòn rút lượng máu của con nhỏ Violet đâu đó khoảng chừng 70% lượng máu rồi. Thằng Na đang núp bụi cỏ cánh trái, anh em phải thật sự cẩn thận. Có ấn rồi bạn ơi, dịch chuyển lao vào, sát thương vật lý đang bùng nổ và chúng ta đã có thể hạ sát nó một cách quá là phơ phạch đi, vẫn không có cái sự yểm trợ của bạn Na. Ngon rồi bạn ơi, coi chừng nha, coi chừng thằng Na chuẩn bị tới nha anh em à. Anh em có thể thấy được rằng Murad vẫn là một cái gì đó cực kỳ đã khi mà chúng ta tung ra được cho mình những cái pha ảo trảm đó. Thằng Na tạm thời di chuyển qua hàng Caesar rồi kia kìa. Yeah, 2 phút đã trôi qua và chắc cú rằng con rồng sẽ rất quan trọng đối với bọn mình. Thằng Na vẫn đang tàn hình trên bản đồ và đó là một cái mỏi hiểm họa ẩn số. Ok, thấy nó rồi bạn ơi. Yeah, đã có được cho mình con rồng khoảng thời gian đầu game, xác suất cao sẽ mất đi cho mình con mùa xanh hay không đây. Áp lực đến từ cái năng multiply của ta quá là hổ báo đi. Lượng máu của thằng Na không còn nhiều, nhưng nó vẫn chọn ra cho mình giải pháp rút lui, đó sẽ là một lựa chọn khôn ngoan. À, con nhỏ Violet định làm gì vậy ba? Định cướp con mùa xanh của tôi các bạn à. Ông nội nó cướp cũng không nổi nữa. Nó qua sơ một tí về thế trận trong ván game này. Các bạn có thể thấy được là phía đậu xanh của tụi mình điểm mạnh á, đó chính là có hai chiếc tướng Assassin, hai chiếc tướng sát thủ, một là Mu, hai là Supply. Supply đang chơi cho mình cái khu vực solo top lane và cô ta đang có được cho mình những cái bước chuyển biến rất là tích cực. Hy vọng rằng cô ta sẽ có thể duy vận như vậy. Phía đội xanh mình không chỉ có được cái lợi thế đó mà nó còn nằm ở chiếc tướng nữa. Kế đến nữa đó chính là quân bài Aya đúng không, mà rất là mạnh luôn đó ở cái khả năng cover bảo bọc băng trụ giết người hả ba, bị hóa thú lại rồi, áo trảm đang được phóng ra trúng được hai đứa rồi, giật bóng lưu về nó cũng tạo ra một áp lực nhỏ nhỏ. Green Whip của bạn Na nó đang yếu như con cuốn chiếu luôn bạn ơi. Na ta đang khá là phế nha, hy vọng rằng các người đồng đội của mình sẽ có thể tận dụng tốt thì mình được lợi thế đó, để từ đó chúng ta sẽ khai thác những nguồn tài nguyên này đây và lăn được mình quả cầu tuyết càng sớm thì càng tốt. Nói đi thì cũng sẽ phải nói lại. Phía đội đỏ bên kia họ có điểm mạnh là gì vậy ta? Khả năng khống chế rất dữ đến từ quân bài Guido đúng không ạ? Và với cái việc mà Guido khống chế Murad nó cũng khá là đơn giản thôi. Chỉ cần anh ta bật cái chiêu cuối đúng thời điểm khi mà Murad trước khi tung cái ảo trảm, hoặc là trong quá trình tung ảo trảm, thì khi hết hiệu lực của ảo trảm thì cái thân xác của Mu sẽ hiển lộ ra, và nếu như anh ta khống chế thời điểm đó thì sẽ có thể tạo ra CC lên người của Mu. Ở đây sẽ là một ván game nó đòi hỏi được rằng Mu phải có một cái kick comeback, Mu phải có một cái sự tinh khéo và khôn ngoan này. Một cái câu từ mạ lì đang xuất hiện, nó chỉ trích anh bạn Hayate hay ta. Ủa gì ông nội, Hayate AFK hả má? Đâu, ủa cái kèo nó đang thơm mà. Tự nhiên nó hơi thẩm thẩm rồi nghe, 4 đánh 5 luôn ơi ơi. Ô, bình tĩnh thôi các bạn à, có hai thằng viên bọn chúng đúng không ạ? Ok, yên tâm, tôi núp lùm, tôi xử lý được cho. Nó băng trụ là coi như nó mắc bẫy liền, yên tâm đi. Cái pha này chúng ta trong trời ơi, dính quá, nhiều CC má ơi, con bọn mình con xương né gì mà hàng tỷ sát thương, nhưng mà play quay ngược lại mà điện tử cũng đã bị muốn giải trẻ luôn rồi. Đâu ghê thiệt quy, con nhỏ của DC nó núp ghê thiệt quy, nãy giờ tôi không để ý quý ơi. Hóa thú của Aya nè, khống chế nè, hóa anh bạn Guido lại. Và với một cái sự vượt trội về mặt nhân lực, chúng ta đã nắm được cho mình thế chủ động tại rừng dưới, nhưng tại khu rừng trên và khu rừng giữa, hai cái trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của bọn mình nó sắp sửa bị phá hủy luôn rồi kia kìa. Sau cái tình huống comeback thất bại vừa rồi, tôi đã thấy một cái điểm mạnh của bọn chúng nữa, đó chính là cái khả năng Saramin, cái sự khế hợp đến từ tụi nó đang là quá ok. Với một cái sự vượt trội hơn về mặt nhân lực là 5 đánh 4 như vậy, thì chúng ta sẽ phải thực sự là đoàn kết, chúng ta sẽ phải thực sự là cẩn thận trong từng bước di chuyển ở những cái pha comeback kế tiếp nữa. Những gì chúng ta cần làm là clear đi cho mình đợt lính, những gì chúng ta cần làm là giải tỏa áp lực đến từ khu rừng giữa và khu rừng trên cái đá bạn ơi. Bây giờ thì sao đi ạ? Lượng trụ của bọn chúng vẫn còn y nguyên ha. Anh bạn 2GT lượng máu không còn nhiều, lui về chút đi. Rồng đã bị sơ tái rất là nhanh rồi, thế kiểm soát đang giành lại cho bọn họ rồi bạn ơi. Ta sẽ phải có một cái động thái đi gank thật là nhiều vào. Tả xung đột của đồng bạn Rath vẫn có thể sống sót được, bật ra thì mình con xương né được cho được lượng sát thương nhỏ nhỏ đó. Ảo trạng của tôi sắp có rồi bạn ơi, và đây sẽ là double kill, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Thôi không, thần đao đã được hiệu triệu ra. Để coi con số chưa dừng lại, nó mà chạy được pha này tôi đổi tên kênh để tôi gót chó luôn. Chắc cú là như vậy, cái tóc biến cái lộn kia, ảo trảm của tôi đâu phải đi chân đâu bạn ơi. Và đó là triple kill rồi ha.
ngon rồi. Với cái việc mà đón bạn được ba đứa như vậy, chúng ta đã có được cho mình cái sự tăng trưởng về mặt lượng bàn cũng như là được boost morale lên rất là cao. Walla Kill luôn nè bạn ơi. Đáng tiếc thay, đây sẽ là cái Walla Kill không chính thức hay không đây? Câu trả lời sẽ là không rồi. Aya đang ngự trị trên đầu của tôi. Với một cái lối sống cộng sinh đó, nó lại tăng thêm cho chúng ta cái sự tự tin hơn. Quay ngược trở lại nè, thám tính tình hình cái đã. Cái thời gian hồi chiêu của tôi nó cũng hơi bị nhiều rồi nha. Những cái pha ảo trảm mà kết hợp với cái trạng thái hóa thú là rừng sâu bảo hộ, khúc nhạc rừng sâu nó đang là quá ok. Tôi hy vọng rằng Aya sẽ thấy được cho mình cái con đường sáng này. Cô ta sẽ có những cái động thái khế hợp với tôi nó nhiều hơn nữa. Bởi vì tôi cảm giác rằng đây là một cái bộ đôi mà chúng ta đủ sức để cái này thực hiện như cái pha cân ba đó Aya ơi. Tôi có một cái cảm giác đây là một người chơi Aya khá là linh hoạt, chứ không có chơi theo lối chơi bị động luôn ngồi trên đầu ha. Lượng máu nhỏ nhỏ không còn nhiều, yên tâm để tôi xử lý cho bạn ơi. Nó đã bị bức hạ rồi nha. Với bộ đồ như thế này chúng ta bảo lá hụt rớt rồi baby ơi, rồi xong phim chạy dinh rồi bạn ơi. Ảo trả một lần nữa, double kill một cách quá là dễ dàng đi. Đúng, đây thực sự là cái kim chỉ nam ra Aya ơi. Hãy cố gắng có một cái sự đồng hành đồng sự với tôi thật là nhiều hơn bạn nhé. 7 phút rưỡi đã trôi qua, như vậy chỉ còn vỏn vẹn 30 giây nữa thôi sẽ là thời điểm mà con Caesar nó khá là quan trọng. Phút thứ 8 này nó sẽ mang lại cho bọn mình cái đại lộ Caesar. Với một cái thế chủ động như vậy, hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cái xác suất cao sơ tái con Caesar này càng sớm càng tốt. Với đại lộ Caesar chúng ta sẽ tăng thêm được cho mình thế đẩy trụ đó, nó sẽ rất có lợi dành cho bọn mình. Murat chơi cực kỳ đã ở một cái thế chủ động như vậy. Hãy đặt cái bóng tại những bụi cỏ, tại những cái vị trí mà đối phương khó có thể vỏ đón, đình đón được. Rồi sau đó khoảng cách cực kỳ xa lướt lên bằng hai lần lướt, rồi tung ra cho mình cái năng ảo trảm bon rút lượng máu bọn chúng một khoảng thời gian tiền giao tranh. Đơn đã độc đấu, quá ảo tưởng sức mạnh là những gì mà nó thể hiện ở bạn Rat ở tình huống vừa rồi. Anh ta đã bị lên bảy điểm số mà không tạo ra một giá trị gì đó quá nhiều. Caesar vẫn còn đang bỏ ngỏ. Chúng ta còn 3 người, chúng ta còn 4 người trên bản đồ. Bọn chúng tới tận 5 người, bọn chúng không để ý tới hang Caesar ở thời điểm hiện tại. Chúng ta cần phải clear đi cho mình được lính này cái đã, làm cái quần gì kỳ cục kẹo cho bà nội, ảo tưởng sức mạnh hả má. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó sẽ là chiến thuật ngờ u hay không đi à. Nó hơi đúng rồi đó nha bạn ơi. Lướt lên trên nè, ông trảm xịt 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 nè, hóa thú lần 2 nè, Violet đang nhào lộn kìa bạn ơi. Aya nhập xác đi Aya, linh hồn sống nhỏ đang cứu chuột bằng sống của cô ấy không đủ sức để có thể tồn vong rồi. Và nó cũng sẽ phải trả giá mà thôi. Ảo trả một lần nữa giảm giáp hay quá. Tạ xua đồn, chúng ta đã có thể khiến cho nó bị nằm xuống rồi. Một lực máu nhỏ nhỏ bị reback quay ngược lại và tung ra cho mình cái ảo trả một lần nữa. Murat sau khi chỉnh sửa, tôi cảm giác là ok, Murat có mạnh hơn nha, nhưng mà nó mạnh chưa đã lắm nha. Chắc có lẽ là cần phải tăng thêm sức mạnh chút nữa nha. Murat cũng ok, với điều kiện là cái viền nó khiến cho đối phương phải chạm vào thì cái sát thương của bạn nó mới được tăng lên một tí tí, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì sao đây? Quay trở lại câu chuyện của bọn mình về vị tướng Mu. Các bạn biết đó, với cái việc mà Mu có được cho mình 35% hoặc là 40% thời gian hồi chiêu thì bạn sẽ không cần tích lũy ở những con quái rừng này nữa. Bạn sẽ có thể lướt bằng cái chiêu 1-2 lần trước để cho những cái pha combat sắp sửa xảy ra, chúng ta có thể chết map hoặc có thể yểm trợ đồng đội ở một cái khoảng cách cực kỳ xa. Và sau khi mà cô ta có thể khiến cho đối phương bị khí từ thân vong, thì liệu rằng sinh mạng của cô ta còn tồn tại hay không? Cô ta cũng đã bị tử thương, yên tâm tôi xử lý được. Tôi còn được cho mình chiêu 1. Không sao, người ta chết, người ta giết 8 mạng chết 2 mạng nhầm nhòi gì đúng không mà. Đôi lúc phải có những cái pha nó hơi óc gió hơn chút như vậy thôi chứ. Tại vì tôi muốn cứu nhỏ Big Splash thôi, không sao, còn dài mà, cơ hội còn nhiều mà. Quá đáng tiếc nãy giờ là tôi hơi bị lúng quá sâu vào những cái pha combat và không thể nào kiểm soát được mình. Và giờ phút này đây Caesar vẫn còn đang bỏ ngỏ, quá uổng đi anh em ạ. Khi mà chúng ta nắm được cho mình thế trận chủ động, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có được cho mình cái nhuệ khí, cái tinh thần chiến đấu chúng ta sẽ được đẩy cao lên rất là nhiều. Nhưng bên cạnh đó thì cái sự ảo tưởng sức mạnh nó vẫn đang le lối ở đâu đó. Và một vài thành viên ở các thành viên đội sau mình đang gặp phải, thứ nhất sẽ là Brad, hai nữa là cô nàng lại. Họ cần phải tiết chế lại, họ cần phải biết sức mình ở đâu. Họ cần phải có được cho mình cái yếu tố là thể hoa đồng trụ với nhau ở những cái pha combat sắp tới thì anh em ạ. Rất hên là con Caesar vẫn chưa được ăn, bọn chúng đang ăn. Bọn chúng đã ăn con rồng rồi, bọn chúng đang chịu phải cho mình cái tương tác hoàn ám. Chúng ta sẽ có một cái thế chủ động ăn Caesar này đây. Mưa sao băng của nhỏ Greasy phát giác rồi má ơi. Không sao, ăn được. Để tôi xử lý con nhỏ này cho. Ăn đi. Nó xịt máu mỏ với tôi nè, yên tâm. Giật bóng là thấy bụng nổi rồi, Yubia. Xạ thủ pháp sư gì của tụi mình đâu mất tiêu hết rồi. Mấy cái kèo này nó hơi thẩm rồi bạn ơi. Tôi cần lắm được sức mạnh của Aya. Aya theo tôi nè bạn ơi. Kèo này tôi thấy nó hơi thẩm, hơi thúi rồi đó. Đã xung đột đâu, hết rồi, hay quá. Phán đoán ok.
11 phút đã trôi qua, nhìn qua sơ một tí về thống kê, tụi mình 33.000 vàng, tụi nó 36.000 vàng ha. Người mà đang nhiều vàng nhất bên phía đội đỏ bên kia là cái vị trí Slam Carry của bọn họ. Chúng ta sẽ cố gắng có một cái chế độ chăm sóc đặc biệt gì dành cho cô ấy. Nói thì nó dễ, làm được hay không thì nó mới khó, đúng không ạ? Bọn chúng đã thả ra cho mình cái đại lộ xe ra. Những gì chúng ta cần làm là dồn toàn tâm toàn sức để có thể clear đi cho mình những con xe ra này cái đã, rồi mình có thể nói chuyện tiếp. Bọn chúng đang rất khao khát phá hủy đi những công trình trụ cuối cùng này của bọn mình. Con số này sẽ dừng lại bạn ơi. Hóa thú rất đã đến từ đường bài Aya rồi. Clear đi cho mình con xe ra tiên phong cũng rất là nhanh. Bọn chúng chỉ còn 4 người trên bản đồ, tụi mình cũng như vậy. Chúng ta đang có một cái sự đoàn kết nó chưa thực sự là ok. Hy vọng rằng nếu bộ đôi Aya và Murat vẫn có thể tạo ra sức ép cho bọn họ. Minimap cho bọn mình thấy được rằng tại hang bụi xanh đang xảy ra một cuộc giao chiến ha. Với cái việc mà Bisplay đạt lựa chuyện Spoon tắc nội tại thì Na không phải là đối thủ của Bisplay. Ngoài cái việc lựa chọn Mu để sống cộng sinh thì tôi nghĩ rằng Aya có thể lựa chọn cô nàng Bisplay. Tôi cảm giác được rằng bên trong cô ấy có một cái inner power, một cái sức mạnh gì đó nó rất là mạnh ở bên trong. Cô ta có thể lựa chọn cô ấy đó nha bạn ơi. Combat đang nổ ra, quýnh hội đồng rồi má ơi, ghê quá trời đất đi. Chiến thuật núp lùm của tụi nó ghê quá. Vẫn là như vậy, khả năng Sunbeam và phối hợp với nhau đang được rất tốt đến từ phía đầu bên kia. Yeah, bước đi sai lầm của bọn họ, một cái động thái di chuyển haphazardly. Và bạn Hayate anh ta cũng đã phải trả giá rồi. Bình tĩnh nào các bạn ạ, thằng Yuka này nó cáo già lắm nè. Nó biết được rằng Mu đang là cánh tay phải đắc lực của phía đội xanh mình. Và nó đang cố gắng kìm hãm cái khả năng khai thống sức mạnh của Mu bằng cái việc xâm lăng sang phần rừng và cướp vào bộ xanh. Với tình trạng năng lượng mana hiện tại thì bắt buộc mình sẽ phải bê về, trừ trường hợp mình giết được một đối tượng nào đó có con bùa xanh, hoặc là cướp con bùa xanh của tụi nó. Nhưng những cái phương án loại trừ đó nó hiện tại không khả quan một tí nào cả. Và chắc cú một điều tôi sẽ phải bê về cho nó an toàn bạn ơi. Aya buộc phải lựa chọn một đối tượng khác để sống cộng sinh đi bạn ơi. Có thể là con nàng Whisperlight đó. Quay trở lại câu chuyện của bọn mình về bị tấn Mu. Các bạn biết đó, combo mạnh nhất của Mu là gì? Nói chung chơi Mu cũng khá là dễ, miễn làm sao mà bạn có thể thỏa được cho mình hai điều kiện như sau. Thứ nhất, đặt cái bóng ở nơi an toàn. Thứ hai nữa, bạn lướt xa nhất và tung ra cho mình cái ảo trạm trúng vào những cái vị trí sát thương chủ lực của bọn họ đó. Nói chung là muốn chơi làm sao cũng được, miễn làm sao có thể thỏa được cho mình hai điều kiện đó mà thôi. Với lại là có cái khả năng soi map, khả năng ghim map một tí nha, để chúng ta dễ dàng nắm bắt được thông tin về mặt vị trí của bọn họ. Ảo cái vương quốc vàng của thằng Gidu nãy giờ nó không khống chế được mình, có đó cũng có thể được xem một cái điểm cùi mía luôn ha. Tụi nó luôn ở một cái trạng thái là đông người hơn để có thể bức hạ tụi mình. Và thực sự mà nói, sát thương phép thuật đến từ con nhỏ Greasy cộng với cái CC bảo lá của nó quá là khó chịu đi. Chúng ta cần phải đoàn kết với nhau bạn ơi. Nãy giờ thằng Rat với Bitfly lên bảng điểm số hoài luôn, thấy không mà thằng này nó ăn quen nè. Có thằng Na tới nè, mời 26 giây nữa sẽ là thời điểm rất là quan trọng. Tại hàng xe ra bắt buộc nơi đây sẽ phải trở thành một cái chiến địa của sự đánh cướp. Tôi chắc cú là như vậy solo với nhau. Baby ơi, hóa thú được bật ra, ông nội nó sống cũng không nổi nữa, ngon quá rồi. 46, 44 giây nữa nó mới được tái sinh rất ngưỡng từ cửa tiền đường. 11 giây nữa con Caesar sẽ được ra. Với cái đà này, nếu như mà chúng ta dám chơi, nếu như mà chúng ta chịu chơi thì hoàn toàn có thể ăn được cho mình con Caesar. Và chúng ta có chịu chơi hay không đây? Một khi chơi rồi thì sẽ phải có sức chịu nha. Lên luôn anh em ạ. Aya với cái nội tại linh hồn sóc nhỏ, còn ta đang dẫn trước kia kìa. Cậu ta đang trở thành một con mắt di động, bọn chúng đang dần ăn nha. Aya coi chừng, Aya ơi, Greasy núp bụi cỏ, nắm bắt được rồi, ok, hay quá Rat ơi, rất quả cảm, tự tin quyết đoán. Con nhỏ Baudet đâu, dì đu tại nơi kia, Baudet đang cánh phải luôn nghe. Bước luôn, ok, hay quá. Nó còn được cho mình dám hồi sinh bạn ơi, bảo bọc chở chia khá tốt lên từ dì đu tại nơi kia. Caesar vẫn còn đang bỏ ngỏ, và chúng ta có đủ tự tin ăn Caesar luôn hay chăng đây ạ? Câu trả lời sẽ là chưa bạn ơi. Bisplay đang ra cho mình tín hiệu cầu cứu và không thể nào cứu chân được sinh mạng của cô ấy ở một cái nơi quá xa như vậy rồi. Cái thằng Yuka đâu mất tiêu rồi, có thể núp bụi cỏ đây nè. Ông bạn ơi, nó cáo già lắm, nó đâu có dễ núp như vậy được. 15 phút rưỡi, 16 phút rồi, coi chừng bạn ơi. Anh bạn Rat, anh ta đã bị ám toán rồi. Vương vàng đi được khống chế ra, hóa thú, hóa giải, khống chế quá tuyệt vời. Một cái tốc biến nha. CC được cho ông chất ra, dịch chuyển lao lên. Quá đáng tiếc ở cái pha vừa rồi, tôi hơi bị nhút nhát. Tôi cứ ngỡ rằng Aya không còn được cho mình chiêu cuối là khúc nhạc rừng sau nữa, cho nên tôi giật bóng lùi về. Nếu như mà combo trưởng nhất cái pha đó là mình sẽ không cần phải giật bóng lùi về, bởi vì trạng thái hóa thú của Aya đã có thể hóa giải cái vương quốc vàng của thằng Gidu luôn rồi. Bọn chúng còn 4 người và chỉ còn 3 người trên bản đồ mà thôi. Greasy nấp bụi, tung ra cho mình bảo lá hụt rồi bạn ơi. Hay quá rồi, giật bóng lùi về, ám sát được nó, tung ra cho mình cái sát thương phép thuật luôn nữa. Nhưng không đủ để có thể để khiến cho chúng ta bị tử thương. Caesar vẫn còn đang bỏ ngỏ.
về giai đoạn cuối game như thế này thì chúng ta nên cẩn thận hơn hay không? Tôi sẽ không bê về đâu. Cái sở trường của Mu là cho dù thấp máu vẫn có thể yểm trợ cho đồng đội nếu như chúng ta tinh khéo một tí. Nhanh chóng rừng sâu bảo hộ lên. Ảo đảm sẹt nó nứt bụi đó nha, coi chừng nha. Rồi bây giờ tôi về được rồi nè. 22 giây nữa, Seiza vẫn không đủ tự tin năng. Chúng ta đều biết được rằng đây là thời điểm nó khá là quan trọng và nhạy cảm cho các thành viên Salamin. Shuriken có đam mạng 2T, bảo Shuriken anh ta tung ra quá là quyết đoán đi, quá hay đi, phong vấn được quá nhiều đồ chơi. Ủa nãy giờ ngay ra nó có suy nhược đó ba. Nãy giờ tôi chưa bao giờ liếm được cái mùi suy nhược của nó luôn á trời. Ngon rồi bạn ơi, Domino án tử đang dành cho bọn họ rồi đó. Bởi vì đoạn cuối game như thế này, với thế chủ động như thế này, đây là sở trường của Mu. Đây là lúc mà ngày tàn của tụi nó tới rồi đó. Không sao, lui được. Ok rồi, ăn xe ra đi. 17 phút rưỡi đã tới rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ xem các thành viên Omega họ sẽ có một cái phương án tác chiến như thế nào để có thể đối trị được cái cơn đại hồng thủy sắp sửa tràn vào rồi đây. Bọn chúng đang ở cho mình trạng thái là tê tâm liệt phế. Bọn chúng đang cố gắng freezing nắm lại được cho mình cái quyền kiểm soát, thì mọi thứ sẽ rất xa vời dành cho bọn họ. 2GT lượng máu không còn nhiều rồi, thấy mụ nội nữa luôn. Cái sùi bật mép là chắc cứu rồi bạn ơi, chạy sao nổi nữa. Lại là lối chơi đơn đả độc đấu, lại là lối chơi chủ nghĩa cá nhân. Nó không muốn chơi cùng với đồng đội, nó không thể chơi cùng với đồng đội. Và đó chính là lý do tại sao mà chúng ta không thể nào tận dụng được hỏa lực của 2GT. Tại vì kiểu supply cô ta đang tỏa sáng kia kìa, cô ta đang chiếm quá nhiều squad slide, cô ta nhận được chủ đích suy nhược. Thằng Na tới rồi bạn ơi, tạo ra cho mừng thế y hiếp rồi. Ảo đảm sẹt, nó còn cái liềm luôn má ơi, đó là triple kill dành cho đoàn supply. Cái việc lựa chọn Mitsurai là một đối tượng để sống cộng sinh đó sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan. Bốn thành viên bên kia đều đã phải nằm xuống rồi, chỉ còn một mình Greasy trên bản đồ. Những gì cô ta có thể làm ở thời điểm hiện tại là nhìn ngắm những cái trụ nó từng, nó dần dần vỡ tan. Và cái nhà chính của bọn họ nó cũng sẽ tan vỡ mà thôi. Chắc cú là như vậy, Win sao nổi đó bạn ơi. Win là chắc cú rồi anh em à. Đây là một dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các thành viên đó, sau đó mình là tất thành mà thôi. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video vào lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.